Đây là trang phục tạo dáng độc đáo Slim Lip Air. Bạn chỉ cần mặc nhanh Slim Lip Air vào và trông bạn sẽ thon gọn đi tới 1, 2, thậm chí là 3 cỡ váy mà không hề gây đau đớn và bất tiện. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt của Slim Lip Air vậy? Slim Lip Air được dệt từ sợi tổng hợp siêu nhỏ, mỏng nhẹ nhưng siêu bền chắc. Với thiết kế đàn hồi linh hoạt, sản phẩm được may và dệt dựa theo cấu tạo của các nhóm cơ bụng, cơ hông, mông và đùi để giúp cho các nhóm cơ này của bạn được săn chắc, thon gọn khi sử dụng Slim Lip Air. Tôi rất thích vì sản phẩm này tạo dáng thật đẹp cho cơ thể, rất tiện dụng và thoải mái. Slim Lip Air không chỉ là một trang phục tạo dáng bình thường. Sản phẩm này rất mỏng nhẹ và có tính đàn hồi, thoáng mát khi mặc, rất dễ chịu. Tôi thích cảm giác thoải mái khi mặc Slim Lip Air. Chính vì Slim Lip Air rất dễ thở và thoáng mát, nên chắc chắn bạn sẽ không thấy nóng bức khó chịu khi mặc sản phẩm này. Bạn có thể mặc Slim Lip Air vào buổi sáng, trưa hay tối mà vẫn luôn thấy dễ chịu. Hãy nói về khả năng chống đỡ của sản phẩm. Slim Lip Air có các dải vải đôi hình chữ U rất hữu ích này, do đó bạn sẽ không lo mông bị chảy xệ xuống nữa. Bạn sẽ có vùng mông thon gọn tuyệt đẹp. Hơn thế nữa, Slim Lip Air không làm hằn rõ lên vết quần lót. Vì thế bạn có thể yên tâm mặc Slim Lip Air bên dưới quần âu màu trắng hoặc những bộ đồ bó sát người. Bạn thấy không? Slim Lip Air vuốt thon cơ thể bạn từ trên xuống tận đùi. Và cái dải vải này giữ cho trang phục không bị phồng lên. Ô vải phía sau đi thẳng lên trên. Vì thế làm phẳng ly vùng thịt mỡ phía sau lưng. Ở đằng trước, bạn sẽ giữ được vùng bụng trong tầm kiểm soát một cách đáng kinh ngạc, phẳng ly và săn chắc. Bạn có thấy chi tiết đây xinh xắn đó không? Ở bên trong là dải vải khó nhìn thấy, giữ cho trang phục nằm vững tại vị trí ngay bên dưới áo mịt ngực và không bị cuộn và gợn. Các nhà thiết kế đã cải tiến để Slim Lip Air trở nên mỏng hơn, nhẹ hơn và thoải mái hơn cho người mặc. Nhanh tay để sở hữu sản phẩm tạo dáng hấp dẫn này các bạn nhé! Chúng tôi đảm bảo hoàn tiền lại trong vòng 7 ngày nếu quý vị không hài lòng với sản phẩm.